xin chào các bạn, đây là chiếc EcoSport 2014 đăng ký 2015 và giá của nó là 485 triệu. Chúng ta sẽ xem sơ qua chiếc xe này nó như thế nào nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc EcoSport 2014 đăng ký 2015. Và chúng ta nhìn qua cái ngoại thất của nó thì có vẻ còn khá là ổn. Đây là cái dòng đầu tiên của cái EcoSport và số là số tự động nhé các bạn. Chiếc bánh Michelin này thì có vẻ như là đã được thay cho nó êm hơn vì gốc của nó là bánh khác. Đây là cái gương chiếu hậu của nó. Chúng ta xem qua cái gương chiếu hậu. Phí đường bộ là còn tháng 1 năm 2019. Và gốc của nó là biển số 65 nhé các bạn. Chúng ta xem qua cái nội thất của chiếc EcoSport số tự động đời 2014. Đây là một chiếc xe có thể nói là rất là hot trong cái thời buổi mà nó ra mắt cách đây gần 4 năm. Mọi chi tiết còn khá là nguyên bản. Chiếc xe được vệ sinh khá là sạch sẽ trước khi mà được chủ nhân lấy về và muốn bán đi. Và cái phiên bản số tự động này thì nó có một cái kệ tì tay ở đây giúp cho chúng ta đỡ mỏi tay hơn. Ghế da có thể nói là còn nguyên bản và không có bị giày xước rách nát gì, bởi vì xe thì có lẽ là chủ nhân giữ cũng khá là kỹ và đi thì khoảng trên dưới 3 năm thì có lẽ là nó không có gì để mà đáng để mà chê. Thứ nó còn khá là nguyên vẹn. Các bạn xem qua cái khu vực điều khiển trước. Đây là chiếc vô lăng của chiếc EcoSport. Và đặc trưng của cái dòng Ford thì chúng ta có thể thấy thì nó mang một nét nào đó rất là thể thao, rất là chất Mỹ đó các bạn. Chất Mỹ. Phải nói là đi rất là thích các bạn. Gầm cao đi rất là thích. Và đặc biệt đó là số tự động thì đi rất là thoải mái nhé các bạn. Và cái phiên bản số tự động này thì nó có một cái kệ tì tay ở đây giúp cho chúng ta đỡ mỏi tay hơn. Đây là một chiếc xe phải nói là rất là gọi là chuẩn mực trong việc đó là đi lại trong thành phố. Một chiếc xe có thể nói rằng chơi mọi địa hình luôn, thậm chí là đi du lịch thì cũng đáp ứng rất là tốt, bởi vì gầm nó cũng khá là cao. Nó cao hơn rất là nhiều so với những xe chúng ta hay thường thấy. Và chúng ta có thể thấy thì đây là một phiên bản nó khá là lý thú khi mà nó ra đời. Bởi vì một chiếc xe gầm cao phù hợp với rất là nhiều địa hình trên gọi là chủ yếu là xe của phố, đúng không ạ? Xe đi phố. Và nó có một cái cửa sổ trời. Cửa sổ trời thì các bạn có thể thấy thì chỉ có phiên bản số tự động thì mới có cửa sổ trời. Còn phiên bản bị cắt giảm đó là số sàn thì không có cái cửa sổ trời. Và cái trần của nó thì các bạn có thể thấy thì đã được bọc lại rất là sạch sẽ nhé các bạn. Bọc ở đây thì người ta đã bọc đó là bọc mút ôm sát luôn, chứ không có bọc lùng bùng như là những chiếc xe mà ta hay thường thấy. Thì bọc cũng khá là sát. Và đây là cái khoang ghế sau của xe thì các bạn có thể thấy thì xe được vệ sinh và gọi là lau chùi khá là sạch sẽ khi mà muốn được ra bán như thế này. Ghế da có thể nói rằng còn nguyên vẹn và nguyên zin các bạn, còn nguyên zin.
Đây là một chiếc xe rất là đẹp, có thể nói là rất là đẹp. Ghế da thì có vẻ là còn nguyên bản và không có bị rách gì hết các bạn. Chung thì dòng này là cái dòng đời khoảng 2-3 năm thì có lẽ thì chủ xe cũng đi giữ thì không có gọi là làm nó bị xây xước rách gì hết. Chúng ta sẽ xem qua cái máy của chiếc EcoSport 2014 đăng ký 2015. Các bạn có thể thấy thì máy được vệ sinh khá là mới, khá là sạch sẽ. Nói chung thì mọi cái còn khá là nguyên bản và theo chủ xe là được bao đâm đục luôn. Ngập nước. Bao đâm đục, bao ngập nước. Ốc, mọi thứ còn khá là nguyên bản, chỉ được vệ sinh và lau chùi cho nó sạch sẽ hơn thôi. Bình ắc quy thì chắc là đã được thay một lần. Mới tình. Dạ, mới thay bình luôn. Vậy là chiếc xe được thay bình và thay 4 cái lốp. Ta sẽ xem qua mấy cái biển chỉ ở trên này để chùng kỹ nguyên chi á. Dạ. Lốp vết cao su thì có vẻ là còn nguyên si. Nguyên bản và hơi dơ chút thôi. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc EcoSport 2014 đăng ký 2015 và giá của nó là 485 triệu. Chiếc xe đã đi được 48.000 cây số và quý vị các bạn muốn có nhu cầu xem chiếc xe này thì vui lòng liên hệ ở ngay số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.